Thưa quý vị, quý vị có từng học thêm tiếng Anh, quý vị có từng đi mua mỹ phẩm vài chục triệu đồng một bộ, quý vị có từng ngồi uống trà đá vỉa hè hay là chạy xe trên đường cao tốc. Hôm nay thì biên tập viên Minh Long sẽ giúp cho quý vị có những trải nghiệm đó. Còn thái độ như thế nào sau khi trải nghiệm, tôi nghĩ sẽ vẫn là ở chính quý vị. Anh Minh Long, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Nghe thì cũng bình thường phải không ạ? Nhưng mà tôi hứa đây sẽ là những trải nghiệm khó quên. Đầu tiên thì xin hỏi quý vị đã bao giờ trải nghiệm nghe một giai điệu rất là bắt tai nhưng mà khá là khó theo lời hay chưa? Tôi thì tôi hay bị như thế khi mà nghe nhạc của Sơn Tùng MTP. Và tối qua khi mà tôi đang ngủ thì điện thoại reo. Cô em gái thì gọi bảo: "Anh, dậy ngay đi." "Ơ, làm gì đấy?" Bảo: "Dậy mà xem MV mới của Sơn Tùng." "Thế MV gì đấy?" "MV có tên là Chạy Ngay Đi." Nội dung của MV là một chàng trai khi bị lừa dối trong tình yêu. Vì quá giận dữ nên chàng trai đã bỏ qua mọi nguyên tắc về phòng cháy chữa cháy, rồi châm lửa đốt hết mọi thứ liên quan đến cô gái. Cuối cùng thì chàng trai lại ngồi thẫn thờ và hoài niệm quá khứ khi ngọn lửa đang lan rộng. Tôi thì tôi lo quá quý vị ạ. Nếu mà thanh niên nào cũng thất tình rồi thế này thì nguy cơ cháy nổ sẽ ngày một thêm hiện hữu. Mong là anh chàng trong đoạn video kia sẽ nhanh chóng chạy đi thoát thân. Còn yêu thương, yêu đương gì thì tính sau. Thế mà tuần qua thì có 3 người xấu số muốn chạy cũng không chạy kịp để thoát thân. Chuyện là đang ngồi trà đá vỉa hè ngon lành ở trên Thái Hà thì ở một đoạn đường Hà Nội thì một dàn cần cẩu lao kính bất ngờ đứt cáp rồi rơi tự do xuống đường và trúng ngay những người đang ngồi uống trà đá. Đúng nghĩa là từ trên trời rơi xuống, có muốn chạy cũng chạy không kịp. Rất may là phần trục sắt khi rơi xuống đã rơi trúng vào một lùm cây, làm gãy cây và bị hãm lại phần nào, nếu không thì hậu quả có thể sẽ còn lớn hơn. Sau khi được đưa đi cấp cứu thì hiện sức khỏe và thể chất của những nạn nhân đã tạm thời ổn định, còn tinh thần thì chưa biết thế nào. Sự việc qua thì quá đáng lưu tâm khi mà đang trong mùa xây dựng, đi đâu thì cũng thấy công trường. Sau sự việc này thì trách nhiệm đang được điều tra, nhưng có những thứ được người dân kết luận luôn, đó là ngồi ăn uống vỉa hè thì việc trước tiên là phải ngẩng lên xem trên đầu mình là cái gì. Quý vị thì chắc cũng đã một lần đi trên đường cao tốc phải không ạ? Cao tốc thì phải hiện đại, làn nào ra làn đấy để tốc được cao. Thế mà có một việc hy hữu vừa xảy ra trên đại lộ Thăng Long tuần vừa qua. Thử hỏi xem các tài xế đang phóng vun vút trên đường cao tốc có chạy kịp hay không khi một xe container ngang nhiên lao ngược hướng, một mình một đường đối đầu lại với đội còn lại. Ai thắng trong cuộc đua đầu thì chưa biết, vì lúc đấy thì tất cả phương tiện khác phải đánh lái sang bên phải để chạy thoát. Còn sau vụ việc thì công an đang truy tìm chiếc xe điên. Thưa quý vị, cái này người ta gọi là chiếc xe container kia là xe chẳng phải ưu tiên, nhưng nếu mà không ưu tiên thì chắc bị tông cho nhập viện. Quý vị thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mùa mưa từ tuần qua. Đến mùa này thì mong ước lớn nhất của người dân thành phố là nước hãy chảy ngay đi để cho xe cộ còn chạy ngay đi được. Cây cổ thụ bật gốc, mưa ngập, tắc đường, xe cấp cứu cũng đứng chôn chân. Những trận mưa lớn đầu mùa đã khiến nhiều tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh tê liệt từ vài chục phút đến hàng giờ đồng hồ. Đấy là tin buồn. Tin buồn hơn là sắp tới vào cao điểm mùa mưa, tình hình ngập có thể còn nặng nề hơn. Những giải pháp chống ngập cục bộ như là siêu máy bơm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh đang hoạt động phập phù vì rác lèn đầy cống thoát nước. Còn giải pháp tổng thể, 6 dự án chống ngập lớn, trong đó có dự án 10.000 tỷ để làm cống ngăn triều và 8 km đê bao này thì vẫn đang ỉ ạch, chưa thể hoàn thành trước cao điểm mùa mưa. Đành phải thở dài một cái bởi vì sau bao nhiêu dự án và tuyên bố thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngập. Như một quy tắc bất thành văn của phóng viên chúng tôi trên cuốn lịch năm, đó là cứ vào tháng 5, tháng 6 thì tác nghiệp trên sông. Đúng là mọi thứ đều thoát, trừ nước. Siêu máy bơm gắn biển xác định là chỉ chống ngập 1 km. Đó là cái máy bơm, dù có siêu đến đâu thì cũng không thể giải quyết được khi mà tất cả các dòng sông đều chảy. Nên chủ đầu tư siêu máy bơm gắn một tấm biển, tự minh oan, đó là máy chúng tôi chỉ chống ngập được trong phạm vi là 1 km thôi nhé. Các biển thông báo khu vực máy bơm khổng lồ chịu trách nhiệm chống ngập là khoảng 1 km trong tổng số 3,7 km của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Chủ đầu tư làm như vậy là muốn xác định rõ khu vực chịu trách nhiệm chống ngập. Nhiều người cảm thán là thế thì chắc phải có thêm quy định phạm vi trời mưa và mưa chỉ được phép trong bao lâu, thế mới hợp. Thưa quý vị, thành phố muốn thông minh, muốn đẹp thì phải hết ngập. Cũng giống như con người ta muốn đẹp da, đẹp tóc thì phải mua mỹ phẩm. Tuần qua thì không phải là Chanel hay là L'Oreal nổi nhất, mà là Diora, cái tên chẳng mấy ai biết đột nhiên nổi tiếng. Công nhân vệ sinh này, sinh viên này, tiểu thương ở chợ này đã nghe những lời đường mật, đi vay một công ty tài chính mấy chục triệu để mua mỹ phẩm Diora,
giờ thì đang chạy nợ và liên tục bị khủng bố. Trao đổi với phóng viên, chị Nhung cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi mời tới trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại 89 Nguyễn Đình Thi, Hà Nội, chị đã bị dụ mua gói mỹ phẩm trả góp nhãn hiệu De Aura. Cũng trong tình trạng tương tự, chị Hạnh chuyên thu mua đồng nát trong hợp đồng vay được khai là chủ cửa hàng kinh doanh giấy vụn. Địa chỉ nhà trọ thuê thành địa chỉ của công ty. Do thu nhập không ổn định, không có tiền thanh toán. Từ đó, chị liên tục nhận được điện thoại đòi tiền từ phía công ty cho vay. Đừng để ngân hàng tôi nhắc nhở nhiều lần, xấu hổ lắm. Được chị? Chưa thấy khách hàng nào mặt dày cho chị luôn á. Họ dọa em là chị mà không giả, tôi báo hết công an thành phố Hà Nội rồi, chị không trốn vào đâu được đâu. Mấy nệ cả là tôi sẽ cho chị đi tù. Cái lúc ấy là không dám ra đường. Ra đường thì chỉ sợ là bất chợt người ta bắt mình, lúc nào mình không biết. Vâng, đây là điều mà tôi nghĩ rằng ngay cả huyền thoại điền kinh Usain Bolt cũng không thể hiểu được tại Việt Nam. Từ chạy tiền để đi mua mỹ phẩm thì giờ lại thành là chạy đi nợ. Cái vấn đề mà dọa nạt khủng bố tinh thần người khác thì tuần qua cũng nổi lên câu chuyện của một trung tâm tiếng Anh. Học viên đến đây thì không chỉ được học ngoại ngữ mà còn được người dạy gọi là con lợn vì không chịu đóng phạt 100.000 đồng. Tôi đi làm chỗ khác dạy cô phải mỗi mai. Tao nói cho mày biết nhá, tao nói cho mày biết là ra ngoài kia có 1 hay 10 trung tâm ấy thì người ta cũng không biến mày từ một con lợn thành một con người được đâu. Học như mày ấy. Một khi học sinh không hãi thì nó sẽ không học. Mình nghỉ một buổi bị phạt 100.000. Rồi, mình không đi bắt tay mày bị phạt 100.000. Không biết bạn, đi bắt tay về không biết báo cáo bằng tiếng Anh bị phạt 100.000. Ok chưa? Sợ chưa? Là tôi thì tôi quá sợ luôn. Nếu mà cứ giữ triết lý giáo dục kiểu này thì học trò chỉ có nước mà chạy mất dép. Ngược lại thì có những người thầy đích thực không chỉ đem đến kiến thức mà còn truyền cả cảm hứng sáng tạo cho học sinh. Và tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là giáo sư quần đùi Trương Nguyện Thành. Không toàn và không làm gì cả. Nổi tiếng với biệt danh giáo sư quần đùi, giáo sư Trương Nguyện Thành không chỉ để lại ấn tượng với những câu nói mang tính thúc đẩy sinh viên nỗ lực, cố gắng, mà còn với học vị cao và những giải thưởng danh giá. Trước khi về Việt Nam vào năm 2009, ông là tiến sĩ ngành hóa và giành được giải thưởng của Hội đồng Khoa học Quốc gia Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục học tiến sĩ ngành mô phỏng cơ cấu sinh lý. Năm 1992, ông được mời về trường đại học Utah, Mỹ. Năm 2002, ông được phong giáo sư cao cấp khi mới 41 tuổi. Từ tháng 1 năm 2017, giáo sư Thành giữ chức vụ phó hiệu trưởng điều hành trường đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, không đủ điều kiện làm hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen, phải chăng đây là lý do chính khiến ông quyết định từ bỏ lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam ạ? Tôi cho rằng đây là một quyết định theo đúng luật giáo dục đại học của Việt Nam, cho nên tôi không có ý kiến, tôi cũng không buồn, cũng không trách hoặc là cũng không có một cái suy nghĩ tiêu cực gì về cái quyết định này. Cái việc quyết định trở lại Mỹ không phải là một cái cảm xúc hay là một tự ái, mà là tôi đánh giá rằng là tôi không đang ngồi ở một cái vị trí để mà có thể đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục đại học. Cho nên tôi tạm gác nó lại và tôi quay lại Mỹ mà thôi. Ông không thể trở thành hiệu trưởng của một trường đại học vì không đạt chuẩn, nên ông quyết định về Mỹ, trong khi luật giáo dục thì còn đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi. Thưa quý vị, còn nhớ trong một bài giảng về sáng tạo, về phá cách khuôn khổ trong chiếc quần đùi, vào năm trước thì giáo sư Thành còn nói rằng phải vượt qua những định kiến, những gò bó trong ý tưởng thì sáng tạo mới nảy sinh. Còn bây giờ thì có lẽ cả ông và chúng ta đều tiếc nuối nhận ra rằng vẫn còn những khuôn khổ gò bó và không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Thưa quý vị, đến đây thì chúng ta có lẽ đã thấm mệt sau một tuần chạy liên tục cùng các trải nghiệm và nghe nhạc của Sơn Tùng MTP. Thôi thì cuối tuần thay vì chạy thì hãy đi bộ, bởi vì phố đi bộ Trịnh Công Sơn tại Hà Nội vừa khai trương vào tối qua. Cảm ơn quý vị đã chạy cùng với tôi.